9 loại người không nên giao du. Một, không nên giao du với những người không cùng chí hướng. Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều những người khác nhau, và trong số những người đó, bạn hãy tìm cho mình những người cùng chung trí hướng, mục tiêu để phấn đấu. Còn những người bất đồng quan điểm thì tuyệt đối nên tránh xa, và không nên miễn cưỡng bản thân bởi lâu dần sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu mà thôi. 2. Không giao du với người A-du-su-nịnh, những người thường a du su nịnh hoặc ba phải đều là những người mà không có chính kính riêng của bản thân, không có mục đích để phấn đấu. Những người như thế thường sống rất giả tạo, trước mặt thì cười nói vui vẻ, sau lưng thì lại tụng họp, bán tán để nói xấu bạn sau lưng, ba. Không kết giao với người đảo ngược ân oán, hạng người này thường đổi trắng thay đen. Lật mặt như lật sách, vong ân phụ nghĩa, không nói lý lẽ, là người hôm này thù địch, ngày mai tri kỷ, phản phúc vô thường, tuyệt đối không thể kết bạn. 4. Không giao du với người bất hiếu, trăm thiện hiếu làm đầu. Một người bất hiếu kính cha mẹ, thì sao vậy có thể thật lòng đối đãi với người khác? Người như thế là không thể tin tưởng nhất. 5. Không giao du với người bảo thủ. Những người bảo thủ, ngoan cố thường thường có tầm nhìn hạn hẹp và lối sống tiêu cực. Vậy nên nếu chúng ta kết giao với những người này thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tiêu cực theo họ. 6. Không giao du với người dậu đổ bìm leo, cổ nhân nói, người làm điều phi pháp, chưa hẳn là tiểu nhân, nhưng thấy người gặp nguy nan, thừa cơ hãm hại, thì nhất định phải tránh xa. Giao du với hạng người này thì chỉ có trăm hại vô lợi. 7. Không giao du với người đoạt lợi của người khác, người chiếm tiện nghi của người khác, nhất định có hai nhược điểm, tham lam và thiển cận. Đây cũng là hai loại đại độc hại của cuộc sống. Giao du với loại người này không chỉ khiến cho mình bị tổn thất, mà cũng sẽ vô tình làm cho mình trở nên tham lam và thiển cận như họ. 8. Không giao du với người ngạo mạn kinh người, người đức mỏng tâm kiêu ngạo, khó ưa, xem thường người khác. Người không có đức hạnh chính là tiểu nhân, phản phúc vô thường. Làm bạn với loại người này. Phải dùng lợi ích để duy trì. Đến khi bạn không còn giá trị, họ nhất định sẽ lập tức trở mặt, đá văn bạn ra, chính. Không giao du với người không có tính cách, ở đây là nói đến phong cách hay là quan điểm riêng mình, nói sao nghe vậy, bắt trước y chang. Giao du với họ sẽ khiến ý chí của mình cũng biến thành bạc nhược, nước chảy bèo trôi. Cảm ơn các bạn đã xem kênh, hãy like, share và subscribe để xem những video mới nhất nhé.